áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Đọc hiểu văn bản. Ca Huế. Ca Huế khởi nguồn từ hát cửa quyền trong cung vua phủ chúa, với hình thức diễn sướng mang tính bác học, dành cho giới thượng lưu say mê nghệ thuật. Theo thời gian, lối hát tính phòng này dần được dân gian hóa để có điều kiện đến với nhiều tầng lớp công chúng. Môi trường diễn sướng của ca Huế thường ở trong một không gian hẹp, số lượng người trình diễn và người nghe hạn chế. Do tính chất của âm nhạc mang tính tâm tình, tự sự, ca Huế không trình diễn trước đám đông hoặc hát dưới ánh mặt trời. Số lượng người trình diễn cho một buổi ca Huế có khoảng từ 8 đến 10 người, trong đó số lượng nhạc công có từ 5 đến 6 người. Ca sĩ, nhạc công sẽ hòa đàn và hát các bài bản trong các nhạc mục của ca Huế. Biên chế của dàn nhạc phải sử dụng đạt chuẩn 4 hoặc 5 nhạc cụ trong dàn ngũ tuyệt cổ điển, bao gồm đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh, đàn tam và tùy theo từng trường hợp. Có thể không có cây đàn tam mà bổ sung thêm cây đàn bầu với đầy đủ biên chế của đàn ngũ tuyệt, hoặc có thể dùng đàn tứ tuyệt bao gồm các nhạc cụ nguyệt, nhị, tỳ và đàn tranh, hoặc đầy đủ hơn là dàn lục ngự tam, tỳ, nhị, nguyệt, tranh, bầu. Trình diễn ca Huế là một cuộc tao ngộ giữa các tao nhân mặc khách có hiểu biết về văn hóa và ẩm thực. Một buổi biểu diễn không bị lệ thuộc vào quy trình cứng nhắc giữa người thưởng thức và người trình diễn, mà có sự hiểu biết lẫn nhau giữa chủ và khách, thể hiện bằng hai phong cách. Biểu diễn truyền thống, người biểu diễn và người thưởng thức có mối quan hệ thân thiết, có quen biết nhau hoặc có nghe về tài nghệ biểu diễn của nhau. Họ cùng ở trong một địa bàn hoặc đến từ các vùng miền khác nhau, am hiểu về ca Huế. Buổi biểu diễn được xen kẽ với các nhận xét, đánh giá, bình phẩm, giống như một cuộc tọa đàm nhỏ về nghệ thuật ca Huế. Biểu diễn cho du khách, có người giới thiệu chương trình, quá trình hình thành, phát triển cũng như giá trị của ca Huế với các tiết mục biểu diễn minh họa của nghệ nhân. Hình thức này chỉ mới xuất hiện trong khoảng nửa cuối thế kỷ 20, là loại hình biểu diễn ca Huế trong các hội làng, cưới hỏi và sau này phổ biến trong phục vụ du lịch trên sông Hương. Ca Huế được các nghệ nhân tài danh sáng tạo, bổ sung, tạo thành hệ thống bài bản phong phú với giai điệu hoàn chỉnh, mang tính nghệ thuật cao, lời ca giàu chất văn học, kỹ thuật ca hát tinh tế, điêu luyện, nhạc đệm hoàn hảo. Là thể loại âm nhạc kết hợp giữa dân gian, chuyên nghiệp và bác học của ca nhạc thính phòng, một thể loại âm nhạc đỉnh cao trong toàn bộ các di sản âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ca Huế đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 1877 QĐ BVHTTGL ngày 8 tháng 6 năm 2015. Theo Cục Di sản Văn hóa dsvh.gov.vn.
của Học viện Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện Jack.